Một chiếc xe chỉ có hơn 100 triệu đồng mà sạch sẽ, trơn tru, nhẵn nhụi, bắt mắt, rất là luột là luôn. Các bác ạ, dưới đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2011. Bên em đợt này rất nhiều Kia Morning nữa nha. Chiếc này thì đã lên form sport rồi này. Mặt mắt đèn quả xoài, đèn gầm quả xoài là biển 34 và màu bạc nhé. Máy 1.0, xe tư nhân biển Hải Dương. Nhà các bác sơn xi thì các bác nhìn này, con này rất luột luôn. Luột là cực kỳ luôn, mà trước này thì chỉ có là la răng sắt nhá, lốp láp mới cả dàn, Michelin mới cả dàn luôn. Con này là đời 2011, số sàn máy 1.0. Luột là sạch sẽ như thế này nhá. Và bên em đang chào bán là 135 triệu đồng. Các bác ạ, 135 triệu đồng thôi. Sơn xi luột là bóng bẩy, không có một vết xước. Mắt đèn thì đẹp. Một chiếc Morning rất tiết kiệm nhiên liệu. Các bác mua chiếc này về đi gia đình thì lành cực kỳ luôn. Và giá không bằng một con SH. SH mới bây giờ nó phải 140 mấy, 150 rồi. Con này thì đi thoải mái luôn. Đã lên hết form sport rồi các bác nhá. Morning 2011 phiên bản số sàn máy 1.1, 135 triệu đồng thôi. Xe thì gầm bệ ngon, khung sườn thì không bị đâm đụng, keo chỉ zin cả xe. Xe tư nhân, máy ngon, điều hòa mát, lốp lắp mới, sơn xi nội thất đẹp, đăng kiểm dài. Không còn gì để phải làm nữa các nhá, về sẵn đi thôi. Đây là lốp lắp còn đẹp, dày này. Xe được xi tích hợp xi nhan trên gương rồi nhá. Đấy các bạn. Nội thất đây thì các bác xem qua nội thất này. Một chiếc Kia Morning 2011, keo chỉ zin hết cả xe cho các bác luôn. Đấy, keo chỉ zin nhá. Và táp ly táp lô đẹp này các bác ơi. Xe này cái tay tì tay đã được sơn giả gỗ này, rất là bắt mắt và sạch sẽ luôn. Ghế da cũng còn rất là sạch sẽ đẹp. Vô lăng. Đấy, vô lăng. Củ số con này có màn hình cam lùi đầy đủ các nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ luôn. Tất cả các cái mặt ca đăng với lại mặt dưỡng ở đài này đều được sơn bằng giả gỗ hết rồi. Cái bên kia là sơn giả gỗ này, xe đẹp luôn, sạch sẽ nhá. Chân lỉ này. Chân lỉ nguyên bản ngon luôn ạ các bác nhá. Thì 2011. Giá cũng rất là hợp lý cho các bác, là 135 triệu đồng thì một chiếc xe như thế thì quá là ok. Giá trên thì anh em nếu như có nhu cầu đến đây em sẽ vẫn có bớt được cho các bác chút nữa để các bác về đi lại cho nó tiện lợi nhá. Trong mùa rét này thì các bác lên mua những chiếc xe ô tô giá rẻ như thế này. Đặc biệt trong thời điểm này xăng 5 xăng 9 năm lên đến 25.000 một lít rồi. Đấy, 100.000 bây giờ chỉ được 4 lít xăng thôi. Với con Morning này thì bây giờ mà chạy 100 cây nó sẽ hơi rơi vào tầm 5 lít cho đến 5 lít rưỡi. Máy 1.0. Các bác nhá, chứ nếu như ai mà giới thiệu con này mà 4 lít là sai hoàn toàn các bác nhá. Xe mới cũng không bao giờ có 4 lít đâu, cho nên là đừng bao giờ giới thiệu 4 lít. Con này phải 5 lít cho đến 5 lít rưỡi. Nếu như các bác mà chạy to chân nó còn lên đến 6 lít ạ. Đấy, thế là một cái dòng xe mà tiết kiệm xăng nhất trong thời đại rồi, không có nào tiết kiệm hơn được nữa rồi. Các bạn nhé, không có nào tiết kiệm hơn được con này nữa rồi. Mà máy chạy thì cực kỳ khỏe luôn. Bốc chạy khỏe và bền. Và đặc biệt dòng này thì cái đồ thay thế của nó rất là nhiều, sẵn và rẻ. Bất kể ở chỗ nào các bác cũng có thể tìm được thợ thay chiếc xe này, thay thế chiếc xe này, chứ không cần phải chọn đến thợ hoặc không cần phải đặt đồ ở đâu cả. Alo một câu thôi là tất cả các cái đại lý bán ô tô ở trên toàn quốc là đều chỗ nào cũng có. Chúng ta phải mua một chiếc xe đã dân dụng như vậy thì chúng ta đi lại nó cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Vì khi mà không may có va chạm sửa chữa, những đồ đạc nó rất là dễ, không phải đặt lâu ngày, cũng như là nó không bị giá thành nó không nên quá cao. Đây, về đằng cái lốp dự phòng đấy các bác nhìn thì sơn xi và gầm bệ của nó vẫn có rất tốt. Lốp dự phòng và đồ đạc theo xe vẫn còn nguyên, chưa mất nhé. Đấy các bạn, thì đi theo xe thì phải có đồ đạc để sơ cua lốp, không may mình có nghiến phải cái đinh cái yếc của nó xịt lốp thì chúng ta phải thay. Đấy là một chiếc ô tô. Vâng ạ, thì ô tô đi bao giờ nó cũng rất là tốt và an toàn tuyệt đối cho cơ thể chúng ta. Chúng ta có thể đi được 4-5 người cả nhà, đi một đoạn đường tầm 50 cây hoặc 100 cây hoặc thậm chí là 200 cây. Nhưng nó an toàn và khỏe khoắn và đi chuyện trò rất là tình cảm luôn. Chứ không phải đi xe máy, đi xe máy mà đi 5 người thì ít nhất các bác phải đi xe 3 xe. Các bác nhá, đi 3 xe, không biết người đi trước, người đi sau rồi không may còn xảy ra va chạm đâm đụng ở đường hoặc là công an công ước phạt rất mệt. Cho nên chúng ta lên mua một chiếc xe ô tô, nếu như đã có một chiếc xe có tiền rồi thì chúng ta lên mua chiếc xe ô tô là đi. Nó cũng chỉ hơn trăm thôi, không đáng kể đâu. Ngày xưa thì nó đáng cả một gia tài, nhưng bây giờ thì nó chỉ là cái dòng xe mà phương tiện đi lại và thay xe máy mà thôi các bác nhá.
con này khá đẹp, sạch sẽ luôn. Các bác về tiện nhá, sẵn đi luôn, không phải làm gì nhá. Không phải làm gì luôn, một chiếc Kia Morning 2011 này. Con này thì nó sẽ có một cái lợi thế cho bác là lốp lắp mới này. Lốp lắp mới, sơn xi nội ngoại thất đẹp, máy ngon, điều hòa mát. Đăng kiểm con này thì đến hết tháng 12 thôi. Vẫn còn hơn một tháng nữa nhá các bác nhá, thì mới phải đăng kiểm lại. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mua xe thì alo cho em. Bây giờ em sẽ nổ máy và cho các bác kiểm tra một chút về cái phần máy. Đấy, máy chỉ vặn nghiêng chìa khóa là nổ thôi các bác ạ, không cần phải giữ lâu. Tức là cái máy của nó rất tốt và chạy cực kỳ bốc luôn, điều hòa mát nhé. Nghiêng chìa khóa là nổ. Như vậy thì mới là xe đẹp, xe ngon. Đây các bác này, máy 1.0 được trang bị 4 máy và máy thì nổ thì thầm êm ru nhá. Các bác có thể nhìn này, máy thì thầm êm ru luôn. Đấy, keo chỉ không mất một phân nào. Được chưa, em cho các bác xem là tablo này, keo chỉ không mất một phần nào luôn nhá. Đấy, cabo cabic này. Được chưa, tất cả các cái đinh tán hoặc là các cái nỗ thở nỗ hơi là tròn vo luôn, không mất một phân keo chỉ này. Xe đẹp, chất lượng, giá rẻ, hợp lý. Các bác đang có nhu cầu mua thì alo cho em Xuân Hùng nhé. Vâng các bác ơi, thì một chiếc Morning cũng không xa lạ về chúng ta đã đâu. Rất nhiều. Và đã ở Việt Nam mình hàng mười mấy 20 năm nay rồi. Cho nên là không còn xa lạ gì. Đồ đạc sửa rất dễ, giá thành rẻ. Các bác đang có nhu cầu mua thì alo cho em Xuân Hùng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.